Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn những cái bình luận bằng tài khoản Facebook lên website. Ví dụ, ở đây mình có cái trang web cá nhân của mình là datmachung.com ha. Và mình sẽ vào một bài viết bất kỳ. Đây. Đó. Thì thay vì chúng ta bình luận bằng cách thông thường là gõ bình luận đây và ghi tên, email, họ trang web ở đây. Sau nhấn vào nút phản hồi thì mình sẽ tích hợp những cái dòng bình luận bằng cái tài khoản Facebook vào cái website này luôn. Thì khi mà khách hàng bình luận, có thể những cái câu bình luận đó nó được đăng lên tường của khách đó. Đăng lên tường trên Facebook ha. Ok. Rồi, đầu tiên các bạn hãy vào trang quản trị admin, WP admin ha. Rồi, sau đó mình sẽ đăng nhập vào. Các bạn cần cài một cái login. Mình vào gói mở rộng và cài mới. Các bạn gõ từ khóa là Facebook Command login ha. Đó. Facebook comment login. Rồi. Có cái login tên là Facebook comment WordPress này. Các bạn hãy cài cái login này, có 30.000 lượt cài đặt này ha. Và mình nhấn vào nút cài đặt ngay bây giờ. Đó, sau đó mình kích hoạt luôn ha. Rồi, mình sẽ ra ngoài trang chủ mình xem. Đó, mình sẽ vào một bài viết bất kỳ. Ok. Đó, nó có chức năng Facebook comment đây. Các bạn có thể bình luận ở đây. Hay quá. Hay quá chẳng hạn. Sau đó, nếu mình không nhấn vào cái nút này thì nó sẽ không đăng cái bài viết này lên Facebook ha. Đó, ví dụ mình click vào nút này luôn. On support on Facebook. Sau đó mình sẽ post. Đó. Ok. Mình bấm refresh lại ha. Đó, có một bình luận của Đạt Ma Trung, giám đốc tại tủ sách vàng. Hay quá. Rồi, mình sẽ vào Facebook mình xem coi có bình luận không. Mình ra trang chủ mình xem ha. À, không có bình luận đây rồi. Vậy là nó chỉ hiển thị bình luận trên website thôi. Ok. Đó. Rất là hay ha. Các bạn có thể bấm like đây. Đó. Và có thể trả lời bình luận ở đây. Ok. Tiếp đi. Chẳng hạn. Rồi, mình sẽ kép ly và mình trả lời ha. Và bạn cũng có thể xóa cái bình luận của mình đi. Mình xóa đi ha. Delete comment. Delete. Ok. Và mình bấm refresh lại. Đó. Vậy là bình luận nó cũng mất đi luôn. Rồi. Vậy là video kết thúc ở đây. Các bạn thấy thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.